Ok và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Moonlighter. Ok thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Để tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Với một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nha. Wow, không hiểu là tại sao hôm nay nó lại lag lâu thế vậy. Ok, vào rồi. Ok, hiện tại thì mình cũng chả có gì để bán nữa, tiền thì quá trời rồi. Thì ra cái này nó được nha, game này được lập trình trên Unity. Cho nên là mấy bạn chỉ cần vô mấy bạn chỉnh cái file save lại. Mấy bạn chỉnh cho cái tiền nó lên là tự động nó nhiều hơn. Bây giờ mình có nhiều tiền rồi, mình sẽ mua thêm vũ khí, mua thêm thuốc men nữa để có thể đi dungeon cho nó dễ hơn. Ok xong rồi sao? Ừ thì chắc là video này là mình sẽ đi đúng một tuần. Nói chung là mỗi video là mình sẽ đi một tầng của dungeon. Nghĩa là mỗi dungeon như chỉ có 5 tầng thôi cho nên là kiểu cái này là áo giáp. Còn nguyên liệu nữa cơ, đừng có tưởng mày. Thấy bộ này nhìn nó hầm hố à. Máu cộng thêm tới 50 lần nhưng mà tốc độ thì bị giảm. Còn vũ khí thì sao? Ồ, bây giờ là mình phải kiếm để dành nguyên liệu để mình nâng cấp thôi. Giáo này phải làm cái giáo này trước, sau đó mới làm được mấy cái giáo sau. Vuốt nữa hả? Cung nhìn cái nào cũng đẹp hết. Nhưng mà hiện tại thì mình có tiền chứ không có gì đâu. Không có nguyên liệu, không có nhiều nguyên liệu để... Đấy. Bởi vậy nguyên liệu mình bán hết rồi, biết thế mình giữ lại một mình. Cái này để ép, còn đây là máu này. Ok, bình đỏ này mới là máu nữa. Nhưng mà cũng phải có nguyên liệu để chế. Này đâu cần nguyên liệu đâu. À, một bình là mấy bạn có thể cày nguyên liệu. Còn một bình nữa là nếu mà bạn dư tiền thì mình có thể mua được. Đây là ép đồ lên, ép ngọc rồi. Rồi mình hiểu cái cơ chế con này rồi. Phải mua 4 bình 4. Thậm chí là chỗ này là người ta còn nuôi cả đám này nữa. Những con slam nữa. Để đi thôi. Này mình sẽ cố gắng đi thử hết cái tầng này xem. Không biết được không, tại vì mình yếu lắm. Mình chưa có đồ mà. Nói chung là phải cày nguyên liệu. Giết quái đồ cày nguyên liệu cho nó nhiều.
thì mới may ra còn có đồ để đi được. Từ từ thôi anh ơi. Đấy, đồ kiếm dễ mà, chém mấy con này xong nó ra một đống đồ. Ấy đừng có té xuống dưới nè. Hồi nó nãy là con kia nó không té xuống dưới, chứ té xuống dưới là mình buồn hết luôn. Đây nó té xuống dưới là thật, nó té xuống dưới là nó mình bị mất đồ. Hóa ra là khu này có một cái hồ để mình hồi phục. Hay đấy. Ví dụ mình đang hết máu thì đang hết máu chạy ra đây. Mình chui vô cái hồ đó là máu tự tăng được, được hay hay. Phải tôi con slime này nó ghê quá, nó lại không gây đam mà nó chặn mình lại nhưng mà nó lại không gây đam, nghĩa là có thể là nếu như mà đánh ở những cái trận mà đông á, đụng cái con đó là nguy hiểm lắm, tại vì nó chặn mình lại mà xong rồi là lũ quái kia nó sẽ đập mình liên tục à. Mình có thể rồi rồi hiểu rồi, mình có được cái bảo bối để bán hàng từ xa rồi. Ôi, lại còn đánh bom liều chết thế này nữa thì trời ơi. Từ thôi, mấy bạn tụ vô đây. Có đường đi xuống nha. Ấy chết rồi, mình quên chưa lượm hết đồ. Nhiều phát tại vì máu mình cũng sạch. Ok, chỗ này là hết đường đi rồi nha. Vậy mấy con kia mấy con boxing à, là mình nhìn cái thế của nó như à không, năm đấm thôi, mình cứ tưởng là nó, mình cứ tưởng là con quái vật mà nó hướng cái gì ta, nó ăn tư thế đấm bóc. Con này máu khỏe đấy. Mấy con này là mấy con slime nhưng mà nó còn kết hợp thêm cả mấy cục đá nữa. Giấy mà chỉ toàn là chấm hỏi thôi. Cắn máu thôi. Có nhiều thì cắn. Vậy sao đây? Không vô được. Chỉ là cái nơi để ấy cho mình biết thôi.
này là hết rồi đó. Đi lên rồi. Mấy con bay bay đó hay nó mấy con đó là nếu mà mấy bạn đánh mà rơi đồ ra hay là mấy con đó nó sẽ giặt ngay, bắt buộc là phải để những con này nó đánh mình. Ơi trời ơi, nó đấm một cái là rơi đồ. Mình bị rơi cả năm bình máu ấy luôn rồi. Đùa. Lại còn quái vật rương nữa. Chết rồi. À, không hồi máu kịp. Layer again. Tại mình vẫn còn máu mà không biết là rơi hết đồ không nhỉ. Mình cần lấy nguyên liệu, chủ yếu là nguyên liệu để về chế độ. Hay là mình đi qua bên này. Thôi nhìn nó có vẻ khác khác nhỉ. Đúng rồi, lúc đầu đâu có cái cục kia đâu. Ờ, con bự này nó giữ mình lại để cho mấy con nhỏ nó đánh. Lúc đầu đâu có cái khu này đâu. Chẳng lẽ boss rồi. Phải, cái con này nó còn cầm quạt. Nó quạt mình hai cái là mình đi lên đường rồi. Ờ, lại mất cái đầu. Cảm giác là đơn trần nó thay đổi sau mỗi lần mình chết á. Đó bây giờ tự nhiên lại ra hình hai con này. Tắc mà các tầng của nó như thế nào thì nó phải có một cái quy tắc nhất định chứ. Hôm nay có cái gì đó lấp lánh này. Mà nó kêu là giữ lại những cái viên kim cương để làm ấy thôi. Để là nguyên liệu cung cấp đồ. Ơi đừng có rớt, chết rồi, rớt mất cái cục kia rồi. Ok, bây giờ là khúc này là chỉ đi được một tí là hết rồi. Đó, cái con kia nó gấp đồ, các bạn lên đang gấp đồ. Tí đã full đồ. Lại chơi trò này bị dội. Trời, mấy con kia nó nhỏ quá. Thì mình đã full đồ rồi còn bị ham quá. Đồ là tự động chạy về.
chắc về để mình học cái giáo đó, tại vì giáo chọc nó dễ. Mình tưởng game này nhìn nó như thế này mà nó dễ khó lắm, tại nó đâu có hệ thống level, ôi nó đâu có hệ thống level cho mấy bạn đâu, mấy bạn chỉ có nguyên liệu, tiền, nâng cấp đồ lên, đồ càng cao thì càng mạnh vậy thôi. Né con bự kia ra, tại vì con bự kia nó không gây được sát thương rồi mình. Không, con bự nó không gây được sát thương lên mình, cho nên mình chỉ cần mình giết xong mấy con nhỏ là thử được con bự rồi. Ơi hết đồ rồi à, cái này là sao, cái đó là nó kêu destroy à. Mới đầu những cái quyển sách này nó dính vô với nhau thì bây giờ mình này mình tách nó ra, bây giờ nó ấy rồi, nó không có nhập vô lại được. Thôi thay vì mang mấy cái quyển chấm hỏi, mình mang thẳng nguyên liệu kia về. Ok, chắc là mình còn phải nâng ba lô, nói chung là nâng nhiều đồ lắm, nhưng mà chủ yếu nâng đồ lên để mình có thể mang thêm nhiều nguyên liệu thôi. Nếu thiếu nguyên liệu quá thì sao đi sâu được. Cái này thiếu vải, không làm giáo đi. Ở đây thiếu một cái nữa, trời ơi, cái này còn thiếu không? Thiếu. Cái này là giày nè, bộ giáp thẩm phố nè. Bộ giáp này cộng 40 nhưng mà bộ giáp này cộng tới 50. Cái gì cũng... Cái này không biết có phải là... Cái này cái quần, phải cái quần hay cái mũ gì đó. Cái này cái đai, nghĩa là đây. Nếu nhiều đồ quá không thể làm được. Tiền thì mình khỏi lo rồi, chỉ cần là nguyên liệu thôi. Vô lại đó là đi kiếm đồ tiếp. Anh gì đây? Anh chàng trao đổi, nghĩa là sao có đồ đơn trần nào mà các mạo hiểm giả vô trong đó để lấy thì vẫn có thể ra trao đổi với mình được. Hay nhà tiền thì mình có rất là nhiều, cho nên là cái việc này trao đổi nó dễ với mình lắm.
cái shop này là mình có thể là nâng cấp lên cái shop của mình được. Shop mình mới nơi 11 thôi cho nên là không có kiểu như có thể ấy được như vậy. À, hóa ra trong đây là cái tính năng nó còn, nếu như mà mình bỏ đồ trong room mình vẫn có thể xài được. Hay quá, không cần phải ôm trên người. Julien. Để xem mình xem cái giáo nó làm như thế nào đó. Chủ yếu nâng cái giáo trước. Có hai hướng để nâng giáo. Ok, cần một cái mảnh kia nữa là xong. Có hai hướng, hướng này cộng 50 nhưng mà hướng này lại 40 đam nhưng mà nó lại có choáng. Ok, nâng cái choáng thôi. Đam thấp cũng không sao nhưng mà nó có thêm hiệu ứng thì nó lại ngon hơn. À, cái mảnh này rồi. Ở trong thành ấy, mấy bạn cứ lộn vậy nó sẽ tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được cái thời gian mấy bạn chạy nhiều thôi. Ở đây thì mình cần tới là 9 mảnh gỗ và 4 mảnh kia. 4 mảnh kia không biết là anh kia có bán hay không. Từng cái giáo kia chứ hả. Bật inventory lên đổi. Cái này hả, tôi nữa đem về nhà bán. Cái đó cũng làm vũ khí được mà. Bây giờ là cần mảnh gỗ ở đây 9 mảnh. 1 2 3. Nó không cho mình mua một lần, cho mua cho số, chỉ cho một lần là một cái không à. 6 7 8 9 10. Cái mảnh kia hình như là mình chưa có. Đúng rồi, cái mảnh kia mình chưa có tại vì mình chưa giết quái ra được những cái đồ đó thì mình chưa có mua được. Nói là như vậy, nó còn như thế nữa cơ. Thôi thì bây giờ nâng giáp cũng được. Bộ hầm hố này. À, bộ hầm hố này dư sức. Cái kia cỡ chừng mười mấy thanh sắt thôi. Lại đá. Cái này cỡ 4 hay 5 gì nè. 3, 4, 5. Cái này là mình sẽ nâng lên 20 đi, mình có 8 rồi, 9 rồi. Bây giờ tiền nhiều mà cho nên là đâu để làm gì đâu, muốn nâng đồ thôi. Sáu, 17, 18, 19, 20. Sáu, 7, 8, 9. Ok, tại vì mình chỉ có một đơn sành thôi cho nên là chưa có mở ra được những cái món kia để mình lấy. Đấy là một giáp. Cái kia cần tới 8 được kìa. 3 cái nữa thôi, chi gì. Là bộ giáp hầm hố đeo vô cho nó ngầu. Sáu, 7, 8, rồi. Xong. Mình
có thể nâng lên được bộ này này, nhưng mà mình chưa tìm thấy nguyên liệu để nâng nữa. Bây giờ là giày, giày cũng y vậy trời, mấy cái này dễ. Chắc là mình sẽ off đi để tập sau mình mới nâng lên được, nâng hết đồ này, vuốt đồ nữa này, móng vuốt hay là cung, rất là nhiều thứ để mình nâng. Chứ hiện tại giờ mình cũng yếu quá, cho nên là nâng giáp hay nâng vũ khí cũng vậy, mình không có đi xa được. Đổi qua cái bình này đi, đó, xài cho nó nhiều, mình sẽ bị chậm lại, nhưng mà được cái máu mình tăng lên. Mắc hơn trên thị trường. Bán hàng chứ nhỉ. À còn ô xếp nữa hả, hay nhỉ. Là đồ giảm giá. Vậy còn không chịu nữa, phải giảm giá xuống rồi. Là giá quá rẻ chị ơi. Đó, giảm giá xuống là người chân tự mua. Mặc dù là có hơi ấy tiền chứ. Mình sẽ off để mình nâng đồ cho nó đầy đủ đã, xong rồi tập sau mới là đi nâng trần tiếp được. Chứ bây giờ mình còn yếu lắm, đồ nó vẫn chưa có ngon, cho nên là chưa có đi được nhiều. Thì video này chắc mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.